Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với các doanh nghiệp mới thành lập, các công ty, các cửa hàng vừa và nhỏ và siêu nhỏ kinh doanh trên nền công nghệ 4.0. Thì chúng ta đã biết rằng với cái nền công nghệ 4.0 hiện nay, với cái công nghệ bùng nổ Internet, rồi với công nghệ Wi-Fi, với công nghệ Internet of Things, thì và cái giới trẻ hiện nay là cái việc kinh doanh là phát triển rất mạnh ở trên mạng. Thế thì các doanh nghiệp cũng cần phải có một trang web để mà quảng bá, giới thiệu các mặt hàng của mình và giới thiệu các hoạt động của công ty mình, rồi địa chỉ giao dịch. Đấy, thì như đây là một cái phương pháp quảng bá rất là hiệu quả ở trên mạng, thì chúng ta cần phải có một trang web. Thế thì các doanh nghiệp mà muốn có một trang web, nhất là những doanh nghiệp mới thành lập hay là các công ty, các cửa hàng vừa và nhỏ và siêu nhỏ, thì để chi phí có một trang web trên mạng ấy thì cũng gặp rất nhiều khó khăn với cái chi phí ban đầu vừa mới thành lập. Thí dụ như chúng tôi tính toán thế này này, thì có một trang web thì phải xây dựng một cái trang web này, phải thuê cái người làm phần mềm xây dựng người ta một trang web, thì với cái cước phí hiện nay ấy, thì cái trang web này ấy, thì cũng tầm khoảng 2 triệu. Đấy, thì cái trang web này là giá cả là cũng tầm 2 triệu. Thế sau khi mà có trang web rồi thì doanh nghiệp ấy, là phải đi thuê hosting, tức là thuê hosting của nhà cung cấp dịch vụ như là của VNPT hay là của Viettel vân vân, và thuê tên miền của nhà cung cấp dịch vụ. Thì cái giá thuê hosting thì hiện nay là thấp nhất cũng phải 1 triệu 6 một năm, cái này phải trả cước phí theo năm, và tên miền cũng phải trả theo năm, cũng tầm 200. Như vậy là thuê hosting và thuê tên miền chúng ta phải trả phí hàng năm là tầm 1 triệu 8. Thế còn cái tiền mà mua cái trang web này thì chỉ trả có một lần thôi. Thế và sau đó là duy trì cái trang web này, muốn cho nó hoạt động thì phải có cái nhân viên quản trị để mà chúng ta cập nhật thông tin thường xuyên, sửa đổi thông tin, bổ sung thông tin lên cái trang này. Thế thì như vậy cái kinh phí tối thiểu cũng phải là 2 triệu trên một năm. Thế năm đầu thì chúng ta phải chi phí nhiều hơn. Thế thì với một cái năm đầu tiên thì tầm khoảng 4 triệu, thì các năm sau thì tầm khoảng 2 triệu một năm để duy trì hosting và tên miền. Còn cái tiền nhân công của nhân viên quản trị là chưa tính vào cái này, chưa tính vào cái kinh phí này. Đấy, thì ta thấy rằng là để doanh nghiệp hoạt động mà có một cái kinh phí ban đầu như thế này là cũng rất khó khăn cho những doanh nghiệp mới thành lập, và cũng rất khó khăn cho các cửa hàng kinh doanh vừa và nhỏ và siêu nhỏ và các công ty siêu nhỏ, các công ty vừa và nhỏ. Thế thì trước cái khó khăn như vậy, trước cái mà kinh phí nhiều như vậy, thì có lẽ các doanh nghiệp cũng đang đang chưa chưa có mà xây dựng trang web để quảng bá sản phẩm của mình, giới thiệu của mình trên mạng. Thì chúng tôi đưa ra một cái ý tưởng là chúng tôi sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, các công ty, các cửa hàng vừa và nhỏ và siêu nhỏ để xây dựng một cái trang web mà có thể là miễn phí trên trên Google. Thì với cái phạm vi doanh nghiệp mà vừa và nhỏ và siêu nhỏ cửa hàng, thì làm một cái trang web trên Google miễn phí thì là cũng vừa tầm. Chúng ta không mất cái tiền, nữa là như tôi tính ban nãy là năm đầu là 4 triệu, các năm sau là 2 triệu, thì chúng ta không không mất các cái phí này. Thì chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp sẽ có một cái trang web trên Google, và có cái ưu điểm nữa là trang web trên Google chúng ta tận dụng những cái gì mà Google nó cho miễn phí thì chúng ta tận dụng, và bên cạnh đó chúng ta làm trang web trên Google miễn phí thì chúng ta lại còn một cái thuận lợi nữa là Google tìm đến chúng ta rất nhanh, chúng ta gõ cái tên cái là có thể là Google tìm thấy doanh nghiệp của mình được ngay. Thế thì chúng tôi sẽ đưa ra một cái ý tưởng như vậy, thì công ty lập trình phần mềm thông minh chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp mới thành lập, các công ty, các cửa hàng vừa và nhỏ, siêu nhỏ để làm một cái trang web miễn phí trên Google. Thì là các đơn vị nào có nhu cầu thì hãy điện thoại cho chúng tôi theo số điện thoại là 0912 595654 hoặc 094 3078 123. Thì cái trang web miễn phí này để chúng ta giới thiệu các sản phẩm và các hoạt động kinh doanh của công ty, của cửa hàng, sau đó chúng ta có thể chia sẻ lên Facebook được. Mà cái ưu điểm nữa đó là khách hàng tìm đến doanh nghiệp, biết đến doanh nghiệp ở trên mạng rất là nhanh, vì cái tìm kiếm Google mà nó có thể tìm đến chúng ta nhanh được. Thế thì chúng tôi hỗ trợ cho cái hướng dẫn này để các doanh nghiệp, mà chúng tôi vừa hỗ trợ vừa làm cho các doanh nghiệp. Thế thì các doanh nghiệp mà có thể là vừa và nhỏ và các công ty mới thành lập thì có thể là sử dụng phương pháp này cũng rất là chi phí rất thấp.
À, vì hoàn toàn nó miễn phí hàng năm không phải đóng gì cả. Mà có chăng ấy là chỉ hỗ trợ cho công ty chúng tôi một chút cái tiền công lao động và hướng dẫn cho các doanh nghiệp. Thì một lần nữa, chúng tôi rất mong các doanh nghiệp mà có nhu cầu hãy liên lạc với chúng tôi theo số điện thoại hiển thị trên màn hình để hỗ trợ doanh nghiệp bước đầu mới khởi nghiệp, có thể có một cái trang web mà trên Google miễn phí để chúng ta quảng bá về doanh nghiệp của đơn vị mình. Một lần nữa chúng tôi xin chân thành chúc các doanh nghiệp ăn nên làm ra. Xin chân thành cảm ơn.